Phúc Việt Ô Tô Cũ xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Hôm nay thì em vừa về thêm được một con xe Accent rất là cọp luôn. Xe một chủ mua mới mang biển thành phố Hồ Chí Minh, màu đỏ phong thủy. Đó, cái dòng này thì đi cực kỳ là bền bỉ, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đó anh em nhé. Đây, trước mắt quý anh chị đây là một con Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, trang bị động cơ 1.4, xe một chủ mua mới mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Hai chìa khóa theo xe, xe zin không một lỗ nhỏ. Thì trong video clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về con xe này. Và qua clip này thì em xin chia sẻ thêm là hiện nay thì em đang cần thu mua rất là nhiều xe anh em nhé. Anh em nào mà có bạn bè, người thân, gia đình của mình có nhu cầu muốn bán xe hoặc là lên đời xe hoặc là đổi xe thì anh em có thể giới thiệu cho Phúc Việt Ô Tô Cũ nhé. Đó, sau khi mà em mua được xe thì em sẽ gửi tiền cà phê cho anh em cũng như là tất cả quý anh chị và các bạn. Đây, cửa hàng bên em này, đó cũng trống lắm, cả bãi bên kia. Bên kia đa số là những dòng xe đã bán rồi, bên em để bên kia nhé. Còn bên này thì đang còn trống rất là nhiều. Đó thì bên em ưu tiên những dòng xe lướt nhé, và những dòng xe ăn xăng. Đó, đặc biệt là bên em rất là thích mua những dòng xe ăn xăng. Đó, anh em nào mà có thì cứ giới thiệu cho em nhé. Rồi quay trở lại với con Hyundai Accent này đây. Con này thì được sản xuất năm 2014, số tự động anh em nhé. Xe rất là cọp luôn. Đó, tapi, taplo là còn đẹp long lanh. Đây anh em thấy phần củ số xe này. Đó, vô lăng rất đẹp luôn nhé. Vô lăng thì cực kỳ là đẹp. Cửa nóc, ghế da, trần nỉ. Đây, tem tiếc ốc ác còn nguyên hết nhé. Đó, xe vẫn còn hai chìa khóa theo xe. Đó, chính chủ thì đã ủy quyền qua cho bên em rồi. Đó, anh em muốn ủy quyền thì vẫn còn ủy quyền. Còn anh em nào mà muốn ra tên thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em nhé. Keo chỉ là zin toàn bộ luôn, cả bốn cánh rồi cốp trước cốp sau rồi đầy đủ hết nhé. Đây anh em thấy phần đèn xe này. Đó, có cả màn hình cam lùi rồi cam hành trình đầy đủ hết nhé. Anh em về sẵn chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Đó, cái khoang hành lý con xe này thì cũng khá là rộng. Đây anh em thấy phần những con ốc này, ốc của cốp này là chưa có chạm mở anh em nhé. Chưa có chạm mở. Đấy, đây lốp su cua phía dưới này. Đó, sạch sẽ anh em nhé. Xe zin không một lỗ nhỏ luôn. Đấy, đèn còn rất sáng đẹp. Keo chỉ zin. Đó, kiếng này tất cả là toàn bộ là zin hết anh em nhé. 5 chỗ ngồi. Con này mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì nó rơi vào khoảng tầm 6 cho đến 7 lít thôi anh em ạ. 6 cho đến 7 lít thôi. Nếu mà anh em đi đường trường thì nó khoảng 5 lít thôi. Quá đẹp, không chê vào đâu. Đây, đây giấy tờ để em bỏ trong cửa hàng rồi. Còn trong này là cái sổ bảo hành của xe này vẫn còn này, chủ vẫn đang còn giữ này anh em nhé. Đó, cái sổ bảo hành chủ vẫn đang còn giữ này. Đó, hai chìa khóa theo xe anh em nhé, hai chìa khóa theo xe. Đây, ốc ác thì anh em thấy đây, nó còn rất mới đẹp luôn anh em nhé. Đây, tapi keo chỉ này, zin toàn bộ luôn, ốc ác là nguyên hết. Con này còn đăng kiểm đến tháng 10 năm 2023 anh em ạ. Đó, mâm lốp thì còn tương đối đẹp. Đó, còn tương đối thôi, không được đẹp lắm anh em nhé. Xe liền lạc, không cấn đục, không ngập nước, mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh này, đó, đèn bi này, bi kết hợp với đèn halogen nhé. Có màn hình rồi cam hành trình đầy đủ hết rồi đây này anh em. Đây, em để nổ máy lên cho anh em nghe tiếng máy con xe luôn nhé. Đây, con này đi được 76.000 đây. Đó, điều hòa mắt lạnh này. Đó, cam hành trình này. Đấy, cửa nóc anh em nhé. Củ số đẹp long lanh luôn. Đó, có màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi. Đây, tapi này anh em thấy không? Cam re này. Đó, cam re phía sau đấy. Đó, vô lăng còn rất đẹp luôn anh em này. Đó, vô lăng anh em thấy vô lăng không? Các cái chi tiết trên vô lăng còn rất đẹp luôn này. Đó, rồi giờ em ra mở khoang máy cho anh em xem này. Máy móc con xe này miễn bàn luôn anh em ạ. Máy êm ru. Đó, ốc chân máy còn nguyên đấy anh em nhé. Quá đẹp. Đây, nóng quá. Cấp cabo là keo chỉ là zin nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào. Đó, máy êm.
anh em về sẵn cho mình đổ xăng và đi thôi. Xe màu đỏ phong thủy rất đẹp luôn anh em nhé. Đó, anh em nào quan tâm đến con xe này thì cứ alo trực tiếp cho Phúc Việt Ô Tô Cũ qua hai số hotline quen thuộc là 0936793793 và 0969711411. Rồi em cảm ơn anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và có xe bán thì cứ giới thiệu cho em. Đấy, cảm ơn anh em.